Xin chào các bạn. Hôm nay shop mình xin giới thiệu đến các bạn một cái dòng sản phẩm kem trị mụn rất là hay, rất là hiệu quả và rất là an toàn cho da nha các bạn. Thì đây trên tay mình là cái sản phẩm kem trị mụn UD nha các bạn. Kem được chiết xuất từ nghệ tươi và trà xanh. Kem này có tác dụng trị tất cả các loại mụn nha các bạn. Các bạn đang bị tình trạng mụn bọc, mụn mủ, mụn sưng đỏ, mụn đầu đen, mụn trứng cá thì cái sản phẩm này điều trị được tất cả các loại mụn nha các bạn. Kể cả những các bạn mà đang bị tình trạng da bị sưng đỏ, da bị nhạy cảm, da thường xuyên bị dị ứng thì cái sản phẩm này cũng đáp ứng điều trị cho các bạn luôn nha các bạn. Shop mình xin cam đoan và cam kết với các bạn thì khi mà các bạn sử dụng sản phẩm này từ 3 đến 5 ngày, tình trạng mụn trên da của các bạn sẽ cải thiện và giảm đi một cách rõ rệt để trả lại cho các bạn làn da tươi trẻ như xưa. Thì sau đây mình sẽ khui cái sản phẩm này ra cho các bạn xem. Sản phẩm này bên shop mình đang bán với giá là 120.000 nha các bạn. Shop mình sẽ reship toàn quốc nha các bạn. Thì các bạn mua hàng hãy liên hệ shop mình. Số điện thoại của shop mình là 0914121144, hoặc các bạn có thể comment để lại số điện thoại thì shop mình sẽ gọi lại tư vấn nha các bạn. Thì đây là cái sản phẩm nha các bạn. Mình sẽ khui các sản phẩm cho các bạn xem. Thì sản phẩm này bên trong cái chất kem nó rất là mềm nha các bạn. Các bạn hãy sử dụng đều đặn vào sáng và tối nha các bạn. Trước khi đi ngủ các bạn rửa mặt sạch, các bạn xức một lớp mỏng kem lên, sau đó các bạn đi ngủ. Cứ như thế các bạn sử dụng đều đặn đến 3 đến 5 ngày, tình trạng mụn trên da của các bạn sẽ giảm đi một cách rõ rệt nha các bạn. Rồi các bạn hãy nhanh chóng mua sản phẩm này để sử dụng, để trả lại một cái làn da tươi trẻ như xưa và để các bạn luôn được tự tin trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã xem.